Xin chào các bạn. Hôm nay mình dẫn các bạn dựng một tấm chân dung của một cô gái. Nhưng như các bài trước mình cũng kể một cái đường thẳng. Các bạn lấy trục tâm giữa chân mày và xuống qua đến đường nhân trung từ giữa trang giới này. Mình kể dài xuống. Thì mình kể dài thì mình sẽ ngắt được cái độ nghiêng của khuôn mặt thì nó chính xác hơn. Sau đó mình lại tải đi, không sao đâu các bạn. Bây giờ cái phần phần trên thì mình sẽ để lại phần trán này. Dưới các bạn thấy trang giấy A4 mình sẽ lấy vào dưới nửa các bạn, dưới nửa rồi xong mình chia ba ra. Về các bạn chia ba là mình có thể nó thấy lệch một chút về phần trán được, nhưng cái phần giữa cằm và đến mũi và mũi đến chân mày thì chính xác. Các bạn kể mình một đường thẳng vuông bốn góc này, đều bốn góc vuông, vì cái khuôn mặt người ta đang nghiêng thì tất cả cái chân mày mở mắt là mũi là người ta sẽ nghiêng hết. Thì kể bạn cứ kể dài thôi. Các bạn sẽ lấy cho mình, mắt mình sẽ lấy là một nửa non nửa một chút, mình lấy non nửa một chút. Phần miệng mình cũng lấy nửa đi. Hai bên cạnh thì bạn kẻ cho mình tạm thời đấy đó. Cái đường bên cạnh thực ra cũng không quan trọng lắm các bạn. Như cách vẽ của mình, cái vẽ mình với bài mình và cái phần bên cạnh thì thực ra cũng không chính xác đâu. Cho nên các bài nào đấy mình hướng dẫn các bạn thì các bạn vẽ từ mắt, mũi, miệng gần hoàn chỉnh đã. Sau rồi mình sẽ bo khuôn mặt thì mình đối xứng dễ hơn. Thì nếu mà mình vẽ trước vẽ bo ngoài thì đến lúc mình lại phải chỉnh sửa lại nhiều lắm. Các bạn cứ vẽ ở trong trước đi. Cái trang giấy A4 này thì nó dài hơn cái mình chút. Đây là phần mắt nhé. Phần chân mày thì mình khoác là vì mình các bạn ngắm trước nhá, từ đầu đầu mắt này sang đầu mắt kia và cái mắt thì cái cô gái này gần tương đương, mắt rộng hơn một chút. Đấy, thì mình khoanh nó lại. Bạn khoanh ạ, làm lại. Bây giờ mình vẽ cái mày thì cái mày các bạn nhìn nó dài hơn cái đầu mắt một chút. Và những cô gái này thì hai chân mày là tương đương là cân nhau. Mình vẽ cái chân mày nó đủ độ to độ rộng nhé, đủ độ dài độ rộng. Mình lấy được cái trục đứng và cái chân mày thì mình sẽ lấy được cái khuôn mặt, cái độ nghiêng và cái hai bên mắt nó sẽ cân đối, nó chính xác. Nếu bạn là lấy không chính xác thì bạn nó sẽ nghiêng theo, cái độ sẽ lệch sẽ sai. Cái phần mắt thì các bạn vẽ cái chân mày đủ rộng đủ dài thì các bạn sẽ lấy được từ điểm chân mày đến mi trên của mắt, cái khoảng rộng đấy, thì mình khoác cái mắt nó sẽ chính xác hơn. Thì
sau mình nắn nót nó, khi mình làm chính xác thì nắn nót nó dễ hơn. Mình đang làm vợ mình mở tivi to đùng. Các bạn khoanh cái điểm đen của hai đầu mắt, đầu và đuôi mắt, thì mình sẽ vẽ cái tròng trả đen ở trong, thì mình chừa được cái lòng trắng ở trong nó, và cái tròng đen nó sẽ chính xác hơn. Đấy, như đây là mắt còn thiếu độ dài nhé, thì bạn mình sẽ đẩy ra. Các bạn tất cả là tương đối thôi đã. Quay cái mắt lại, các bạn chú ý nhìn cái mắt nhé, cái độ nghiêng của mắt, cái đuôi mắt và đầu mắt. Có những trường hợp thì có những cái mắt như này thì người ta sẽ hớt lên trên, độ cong lòng dưới. Có những cái mẫu ảnh sẽ cong hơn, và có những mẫu ảnh người ta để thẳng, và là mắt một mí và cánh một mí. Thì các bạn vẽ theo hình sao nó cả chính xác, thì đến lúc mình vào hoàn thiện nó sẽ chuẩn hơn và nhanh hơn. Cái này tỉ mỉ cầu kỳ, không thể nhanh được. Mình cũng hướng dẫn các bạn các cái bài dựng hình thì mình không muốn tua đâu. Mình có tua thì mình tua một ít chút thôi, và mình vẫn phổ biến các bạn để các bạn hiểu hơn. Cái mũi các bạn sẽ kéo hai cái đầu mũi đường đối xứng với mắt. Các bạn phải nhớ được cái tâm trục đứng, thì các bạn sẽ đối chính được. Mình sẽ được hai cái mũi nó cân hơn. Hầu như lúc cánh mũi bên này nó lệch thì là thành ra cái không đúng trục đứng, thì khuôn mắt và mũi nó sẽ lệch nhé, lệch đi, không đúng hướng. Miệng đấy, miệng các bạn lấy lửa thì các bạn nhìn cái ảnh mẫu nhé, thì cái phần lửa là vào giữa cái môi dưới của hình mẫu, thì xong các bạn sẽ vẽ được cái đường trục giữa đường điểm đen giữa khoác cái môi dưới này, xong mình khoác môi trên, tất cả khoác tạm thời ra đó. Sau để mình nhẹ chỉ, các bạn đi nhẹ chỉ được để xem tí nó còn chỉnh như nào. Các bạn đi nặng chỉ đến lúc mình phải đẩy nó vất. Môi trên người ta khá cong. Khá cong, đây mình khoanh cái điểm đen lại. Đen là răng đấy. Các bạn chú ý cái chỗ mà vòng lên nhất thì xem có đỡ đối xứng giữa cái lỗ mũi không, hay là lệch bên nào. Trong cái về phần môi trên môi dưới thì các bạn cũng nên vẽ non nó đi,
Mình thông thường mình hay vẽ nó đến lúc về cuối cùng thì mình sẽ đẩy nó thêm ra thì nó rất dễ. Nếu mà mình vẽ luôn được một lúc, đến lúc mình tải thì mình lại mất cương. Điều chỉnh tất cả cái miệng và mắt mũi sao cho tương đối đi, tương đối gọi là gần đạt ấy. Thì đến lúc mình lấy khoác bên ngoài, khoác bo bên ngoài lại, nó có thể rất hiệu quả. Nói chung làm cái gì thì mình cũng mỗi người có một cái cách nó khác nhau chút, về phần cơ bản nó vẫn giống nhau, về phần mỗi một người tự thì theo như mình cứ làm sao tất cả cái là gì cũng thế đó, làm sao để cho nó hiệu quả và mình làm nó nhanh và hiệu quả nhất, chứ còn cứ theo cứng nhắc theo bài thì cũng cũng kiểu cho mình sẽ không phát huy được các cái điểm riêng của mình. Cũng làm ra một sản phẩm này nhưng mà làm sao mỗi người một cách, có người cách nhanh hơn, cách đúng hơn, thì mình áp dụng cái cách nào nó hiệu quả. Này bây giờ mình bo, các bạn, mình đã bo khuôn mặt thì các bạn nhìn thấy là các bạn nhá, nó đối xứng, tất cả đối xứng từ cái điểm mắt và cái miệng với khuôn mặt nó trong, thì các bạn lấy cái độ dày mỏng là các bạn lấy phần ra, thì các bạn sẽ nhìn các căn cứ nó có tâm hơn. Nếu các bạn khoác ngay bên ngoài, lúc các bạn bo trong, đến lúc các bạn sẽ phải chỉnh sửa rất nhiều, chắc chắn là phải chỉnh sửa rất nhiều cái chân này đấy. Các bạn lấy đủ độ dài, đủ dài đấy, cái đường này cũng không cần đâu các bạn, nhưng các bạn lấy được cái trục ấy. Trục cái tỷ lệ thứ ba đấy. Bây giờ mình cứ bo lại, bo các bạn cứ nhẹ thì được, bo dần dần, bây giờ mình vẽ đậm để các bạn nhìn thấy và bình thường vẽ rất là nhẹ, xong lúc chuẩn hết thì mình thấy sau là mình nhanh hơn đối với tải. Tí nữa về cái phần tóc các bạn ạ, phần tóc thì mình không quan trọng lắm, thì với phần tóc thì mình sẽ tua nó nhanh đi, nhanh đi, nó chỉ có mỗi hơn một phút thôi. Mình tua nhanh ra đi cho nó cái cú tút nó dài, cái phần nó dài quá, xem mình nên muốn làm cho nó chỉ tầm 20 phút thôi, nhưng thực ra mình muốn làm vẽ cho nó kỹ kỹ tí, còn phần dựng hình nó như này là gần xong rồi. Mình vẽ khẩu vai với các thứ khoác vào trong ngoài nữa là xong đấy các bạn nhé. Bọn nó giờ đối xứng được cái tai này, cái tai thì các bạn đối xứng từ miệng ra hoặc là mũi ra, các bạn sẽ thế được cái độ cao thấp của đáy tai và đỉnh tai.
Khi mình được cái khuôn mặt máy trong thì bây giờ mình sẽ dựa vào cái độ dày của tóc của kẻ ảnh bốc, mình sẽ cua được cái phần nắm được cái độ dày của tóc về bao nhiêu thì mình cua này nó rất nhanh, đấy, nó hiệu quả và nó mang lại cho mình cái chính xác nó cao hơn nhiều. Cua thế là đấy, các bạn thấy không? Là đã chính xác rồi, chính xác rồi, là cái đường cổ nhé các bạn nhé, nhìn đối xứng ở miệng này, qua hơn ra hơn miệng một chút này. Đúng. Còn đến lúc là lệch, thứ nhất là lệch, hai là cái cổ to nhỏ và cái chiều cao, cái chiều cao là mình cũng khoác tặng với vai. Bên này cũng thế, thì có mình lấy từ tai xuống, từ đây lấy tai vào căn cứ từ miệng ra. À, cái điểm cua thì bằng với cằm này, thấp cằm một chút thì mình sẽ lấy được cái cầu vai chuẩn và cái độ nghiêng của cái mẫu ảnh của người nhé. Đấy, như phần này là phần này mình thế này là đã dựng một tấm hình lên xong, dựng chân dung thì mình vào để chi tiết thì mình bạn là mình sẽ không nó lâu mẹ cả thứ mình không tự nói các bạn, cảm ơn các bạn.
down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Tương đối thành như giống cái này, các bạn sẽ ngồi sẽ tiệm tót lại thêm và nắn vuốt thêm và các cái phần cần gì để điều chỉnh giá thêm thì cũng phải mất một tầm tiếng giữ đó các bạn, những lượng bức tranh nó hoàn thiện nó đẹp được. Từ cái tóc với cái thứ thì mình cũng vuốt đã thôi, ví dụ mình nói mình cổ kỳ vuốt thêm thì cái đường tóc nó thêm mượt mà đẹp hơn. Mình cơ bản mình hướng dẫn các bạn về phương pháp chụp hình, mình cho các bạn thấy ngồi xa nhé, bo ra các cái đường chéo. Thế nhưng mình đây là cái đường chéo của cái chán bên trái, và cho tóc trên xuống này, trong cái mình đơn giản thế. Và các cái độ sáng của cái cổ nó cũng thì mình phải tận thêm như thời gian nó có hạn. Thì cũng xin cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh mình, các bạn nhấn vào kỹ thuật thu lưu này, các bạn nhấn đăng ký của mình nhé. Cũng mới lập kênh, cũng
cái bài mình thì làm được rất nhiều bài và những kiến thức rất hay cơ bản cho các bạn biết là mình thi đấu cái gì được. Cái ngành này mình ra trường mình là các bạn cũng học chứ cái thứ học mà mình nhiều các bạn nhưng cái bạn này rất tỉ mỉ, nhiều các bạn thành công có cơ bản hay không thì xin chào các bạn, cảm ơn các bạn. Thank you.